để phòng ngừa từ sớm từ xa các vi phạm là nguyên nhân xảy ra tai nạn giao thông trên cao tốc, cục cảnh sát giao thông thuộc bộ công an đã mở đợt cao điểm kiểm tra xử lý các vi phạm trật tự giao thông, trong đó đặc biệt tập trung kiểm tra xử lý vi phạm trên tuyến cao tốc đoạn qua tỉnh Thanh Hóa. Thanh Hóa là địa phương có tới 7 nút giao ra vào trên cao tốc. Kể từ khi tuyến đường được đưa vào khai thác đã giúp phương tiện từ các tỉnh ngoài vào Thanh Hóa và ngược lại thuận tiện thời gian cao điểm du lịch hè vào những ngày cuối tuần, lượng phương tiện di chuyển trên tuyến cao tốc Mai Sơn quốc lộ 45 khá đông. Cục Cảnh sát giao thông đã bố trí 3 tổ tuần tra kiểm soát 24 trên 24 giờ trên tuyến, kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm là nguyên nhân xảy ra tai nạn, hướng dẫn giải tỏa un tắc giao thông khi phương tiện gặp sự cố. À, ngoài những cái tổ tuần tra à, trực tiếp, tiếp thì đơn vị đã bố trí các tổ tuần tra lưu động, hóa trang, mật phục uh, nhằm uh, sử dụng các uh, phương tiện thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ nhằm ghi hình các uh, cái hành vi vi phạm như uh, chuyển làn đường, uh, chạy vào làn đường khẩn cấp, uh, dừng đỗ trái quy định trên đường cao tốc thì uh, đã kịp thời xử lý hoặc uh, gửi thông báo uh, phạt nguội đối với uh, các cái hành vi vi phạm đó. Tuyến đường bộ cao tốc qua tỉnh Thanh Hóa có chiều dài trên 98 km Hiện nay, tốc độ cho phép các phương tiện di chuyển trên tuyến đường qua địa bàn tỉnh từ 60 km h đến 90 km h Trong khi mặt đường trên tuyến hẹp chỉ có 4 làn đường, chưa có làn rừng khẩn cấp và điện chiếu sáng vào ban đêm. Phương tiện di chuyển vượt quá tốc độ cho phép khi bất ngờ gặp chướng ngại vật phía trước sẽ không kịp xử lý, sẽ dẫn đến nguy cơ cao xảy ra tai nạn liên hoàn. Chúng tôi đang tập trung đối với hành vi chạy quá tốc độ quy định thì Đối với hành vi này thì lúc mà cả phương tiện không làm chủ được tốc độ thì sẽ gây cái tai nạn tai nạn liên hoàn và đâm sẽ nó rất nghiêm trọng. Nó xảy ra thì nên chúng tôi xử lý kiên quyết xử lý thì để nó giảm tình trạng của tai nạn giao thông trên tuyến và cũng khuyến cáo để cho mọi người dân tham gia trên tuyến đường cao tốc là luôn chấp hành tốc độ rồi khoảng cách an toàn. Truyền làn đường không có tín hiệu báo trước thì khi chạy trên đường cao tốc đây là một trong cùng là nguyên nhân của tai nạn giao thông. Thời gian tới, ngoài tiếp tục triển khai đồng bộ quyết liệt giải pháp trên tuyến Mai Sơn, quốc lộ 45, quốc lộ 45 Nghi Sơn và Nghi Sơn Diễn Châu, cục cảnh sát giao thông sẽ phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông của các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Thanh Hóa có các nút giao ra vào cao tốc, tập trung kiểm tra, phát hiện người điều khiển sử dụng các chất kích thích, ma túy, nồng độ cồn, nhằm xử lý nghiêm các vi phạm giao thông trước khi phương tiện di chuyển vào cao tốc phòng ngừa từ sớm từ xa tai nạn trên tuyến